Đây nha, bây giờ là uống cà phê các bạn nhá. Cà phê tươi mới. Đã quảng cáo rồi. Đây là chị mới là bạn của ông chủ, và chủ nên là phải là quán nhất Thái Lan đấy. Quán cà phê rất là sành điệu các bạn ạ. À, đây quán cà phê tên là gì ạ? Thanh cái gì? Dạ Thanh cà phê đó. Thanh cà phê. Tên vợ là chủ quán à. À đây. Sài Gòn đi. Chân tổ mặt cầu. Này mất ngủ lắm, phải nằm gần vợ mới ngủ được cơ. Dạ về để lấy lý do đó. Nịnh mãi mới được ngủ chung ấy, không mấy hôm đuổi, hai hôm trước khi đi là đuổi. Đuổi ra khỏi phòng rồi khóa cửa. Một sinh tổ giúp tay, hai cặp mình đi. Một cặp mặc cầu và một sinh tổ giúp tay.